Hello. Hello, xin chào các anh chị, các bạn. Lâu lắm rồi, hôm nay Tự Doanh Chứng Khoán mới quay lại với quý anh chị và các bạn trong cái chương trình trực tiếp. Ngày hôm nay thì Tự Doanh Chứng Khoán xin được phép trực tiếp trên kênh của Tự Doanh Chứng Khoán luôn. Hôm nay thì trên cái tinh thần là chúng ta ngồi trao đổi và nói chuyện với nhau về cái tình hình thị trường cũng như là một vài cái cảm nhận của nhóm. Thì thưa với quý anh chị và các bạn, thì để cho cái tinh thần nó thêm hào hứng phấn khởi thì quý anh chị và các bạn đang tham gia trực tiếp thì vui lòng để lại bình luận cũng như là like mạnh cho video này. Nếu được, anh chị và các bạn có thể chia sẻ video lên các kênh cộng đồng để nhiều anh chị em và các bạn cùng trao đổi và chia sẻ. Quay lại với cái chủ điểm bác sĩ tâm lý của thị trường thì có lẽ chúng tôi sẽ quay lại với cái chương trình này trong ít ngày tới. Tuy vậy thì buổi hôm nay chúng tôi xin tập trung trao đổi và chia sẻ với quý anh chị và các bạn về một cái chủ điểm khá được quan tâm gần đây nhất, đó là trò bịp phú vua. Chương trình trò bịp phú vua này đã là lên tới trò bịp thứ 12. Thưa với quý anh chị và các bạn, thì tựa theo cái tựa đề của một cái bài báo trên trang VN Express là thời điểm mua là thắng. Thì thưa với quý anh chị và các bạn, chúng tôi thêm cái đoạn sau, đó là liệu có phải thời điểm này là thời điểm mua là thắng hay là cái trò bịp ai nhanh tay bằng tay em. Thì nói cho nó vui là ai nhanh tay bằng tay em, tức là thị trường của chúng ta thì đã có một cái thời đoạn là tăng tốt, tăng rất là mạnh, tăng rất là khủng khiếp. Thì đến một cái giai đoạn nào đó thì sẽ bước sang cái giai đoạn ai nhanh tay bằng tay em, tức là trò chơi truyền lửa của cộng đồng, và ai nhanh tay hơn thì người đấy gọi là không bị lửa đốt cháy tay. Và thị trường của chúng ta thì không khó để nhận ra rằng là nó đã bắt đầu bước sang cái giai đoạn khó kiếm ăn hơn. Và giai đoạn này nó được gọi là giai đoạn ai nhanh tay bằng tay em. Thì trên các trang mạng, trang báo, đặc biệt là trang VS Press và một số trang như cà phê F nhà đồng hành thì bắt đầu có những cái dấu hiệu của câu chuyện, đó là đăng những cái bài viết liên quan đến câu chuyện là kích thích quá mức cái tinh thần gọi là hưng phấn quá đà của quý chị và các bạn đã và đang tham gia thị trường chứng khoán lâu, cũng như là những người mà mới gần đây mới bắt đầu biết chứng khoán là gì. Bởi lẽ cái giai đoạn mà những người không chuyên, những nhà đầu tư không chuyên, cũng như là các cái bà bán trà đá hay là những anh chị em là người lao động cũng đang bắt đầu tính toán đến câu chuyện là hỏi có nên tham gia thị trường chứng khoán không. Cũng chính vì cái điều đó nên bắt đầu chúng ta thì thấy rằng trên các trang báo là bắt đầu xuất hiện những bài viết ngày 29 tháng 1 năm 2018, báo VN Express có viết bài viết có tựa đề là chứng khoán đến thời mua là thắng. Có thực sự buổi hôm nay thì chúng ta sẽ ngồi trao đổi và chia sẻ với nhau với câu chuyện rằng là có thực sự là cái thời điểm mua là thắng, hay quay lại dòng lịch sử 10 năm trước đó cũng có những cái thời điểm mà các trang báo, các trang mạng cũng bắt đầu đăng tin những câu chuyện mua là thắng, bán là thua. Và sau đó thì cái kịch bản thật là đáng buồn cho những cái nhà đầu tư mới, đặc biệt là những cái nhà đầu tư không chuyên. Họ là những người phải gánh chịu những cái hậu quả mà thị trường đã và đang để lại trong suốt những thời gian sau tiếp sau. Và trên cái tinh thần là không, bài báo này viết rằng là không ai có thể ngờ rằng VN Index có thể tăng 50%. Đó là nhận định của ông Trần Thanh Tân, tổng giám đốc công ty quản lý quỹ đầu tư Việt Nam VFM về thị trường chứng khoán năm 2017. Năm vừa qua thực sự là một năm thành công vượt ngoài mong đợi, xa hơn rất nhiều so với những gì các chuyên gia và các nhà chức trách phán đoán từ hồi đầu năm. Và ông nói, đầu năm 2017, ngay cả các chuyên gia lạc quan nhất của thị trường cũng không dám đặt mục tiêu tới 900 điểm. Nhưng trong khi đó thì nhóm chúng tôi đã đặt mục tiêu 850 điểm và chúng tôi tiếp tục đặt mục tiêu 1.000 điểm. Và cũng có thời điểm chúng tôi đã đặt mục tiêu 1.280 điểm. Tuy vậy, để tránh cái tính lạc quan quá mức, quá thái quá của thị trường, chúng tôi bẻ ngang cái nhận định mục tiêu 1.280 điểm để đưa ra những cái khuyến nghị trong quá trình thị trường đang đi lên, đang tăng trưởng nóng, đang tăng trưởng mạnh. Thì quý anh chị và các bạn có thể giảm bớt tỷ trọng và giảm dần những cái thành quả, hiện thực hóa cái lợi nhuận của mình trong quá trình đầu tư. Và đó cũng là quy trình gọi là khép kín cực kỳ tuyệt vời đối với các quỹ đầu tư với khối lượng đầu tư cổ phiếu lớn. Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ cho rằng chúng tôi đưa ra cái khuyến nghị mà trên cái chặng đường đi lên của thị trường thì bán dần,
đó là một cái trò vớ vẩn và lừa đảo các nhà đầu tư, và có nhiều cái comment đối với nhóm chúng tôi rằng là các anh chị làm như vậy thì làm mất lời của các nhà đầu tư nhỏ. Tuy vậy thì chúng tôi vẫn khăng khăng với cái quan điểm rằng không thể bơm thổi vào thị trường những cái lạc quan thái quá, cũng như là đưa cho vào cái gọi là cái tầm nhìn của quý anh chị và các bạn một cái góc nhìn sai lệch về thị trường. Bởi lẽ không ai hết, chính chúng tôi là những đơn vị mà đầu năm 2017 ngay cả những chuyên gia lạc quan nhất cũng chẳng dám nhận định đến cái câu chuyện là mục tiêu 900 điểm. Nhưng chúng tôi trong tại thời điểm 680 điểm, chúng tôi đưa ra cái nhận định rằng 850 điểm và thị trường của chúng ta đã sớm cán mốc 850 điểm. Sau khi cán mốc 850 điểm, với những cái phân tích báo cáo nhận định của nhóm tự doanh chứng khoán, chúng tôi tiếp tục đưa ra mục tiêu 1.000 điểm vượt qua của thị trường, và thị trường đã vượt qua 1.000 điểm. Sau đấy chúng tôi tiếp tục đưa ra dự báo rằng thị trường khả năng cao sẽ cán mốc 1.280 điểm vào năm 2018, nhưng với cái đà tăng tốc quá là mạnh, quá là nhanh của thị trường tại cái thời điểm cuối năm 2017, đầu năm 2018, chúng tôi bẻ ngang quan điểm về tư duy, về nhận định để giảm bớt cái độ hưng phấn của các anh chị và các bạn đã và đang tham gia trên thị trường trong thời gian vừa qua, cũng như nhằm khuyến cáo các quỹ, các tổ chức trên thị trường nên dần giảm bớt cái tỷ trọng cổ phiếu trên tài khoản và chốt lời một phần trên cái danh mục đầu tư. Bởi lẽ không có cái gì nhanh chóng quá mức mà không có những cái rủi ro tiềm ẩn. Và trong một cái câu nói rất là hay của các nhà phân tích, cũng như đó là một cái quan điểm tự nhiên học, đó là không có cái gì lên mãi, cái gì lên rồi cũng phải xuống, ngay cả nhu cầu sinh lý của con người lên cũng phải xuống, chứ không có lẽ là cứ lên mãi được, bởi vì lên mãi đó là nghịch lý, là ngược với lại cái quy luật tự nhiên của con người. Và như vậy thì chúng tôi đã và đang làm rất là tốt, có rất nhiều những cái quan điểm đã đưa ra cho quý anh chị và các bạn, và đặc biệt một số quý đầu tư đã nhắn tin cho nhóm tự doanh chứng khoán để cho rằng cái việc mà đưa ra khuyến nghị sớm từ vùng bắt đầu trên 1.050 điểm đến thời điểm hiện nay 1.140 điểm là một trong những cái quy trình khép kín tốt nhất trong cái câu chuyện mà giảm tỷ trọng chốt lời. Và trong số đó thì có rất nhiều các quỹ đầu tư, đặc biệt là một số quỹ đầu tư tại các cổ phiếu ví dụ như Thế Giới Di Động, họ đã chốt lời trong vòng có chưa tới 5 năm đầu tư tại Thế Giới Di Động, họ đã lời tới 56 lần. Đó là một cái thành quả thực sự là đáng nể cho thị trường cũng như cho một số quỹ đầu tư. Đó là một vài ví dụ của chúng tôi đưa ra. Và thưa quý anh chị và các bạn, thì khi mà thị trường đã tăng quá là nhiều cho 2 năm 2016-2017, việc bơm thổi, tiếp tục bơm vào thị trường những cái việc mà đưa đấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc là các nhà đầu tư mới vào thị trường có cái sự lạc quan, tự tin một cách thái quá, sẽ dẫn đến câu chuyện là kiếm được tiền trong ngắn hạn một chút có thể là nhanh chóng, nhưng cái hậu quả để lại sau này có thể là sẽ 5 năm, 10 năm sau cũng không có thể là khắc phục được. Điều này thì là điều mà những nhà đầu tư tham gia thị trường từ 5 tới 10 năm không khó để nhận ra. Thưa quý vị và các bạn, chốt phiên năm 2017, VN Index ghi nhận mức 984 điểm, nhưng mà chỉ sau cái chốt 31 tháng 12 năm 2017, VN Index đã lên tới 1.140, có thời điểm là 1.160 điểm, tức là cũng là một cái mức tăng kinh khủng khiếp. Và so với thời điểm đầu năm, với thanh khoản bình quân mỗi phiên giao dịch đạt khoảng tầm trên 5.000 tỷ, và đặc biệt những ngày đầu năm 2018, thanh khoản đạt trên 10.000 tỷ một phiên. Đây là một cái dấu hiệu đáng mừng cho thị trường của chúng ta trong thời gian sắp tới, nhưng cũng là tín hiệu đáng lo. Bởi lẽ các chuyên gia, các thần chứng bắt đầu đưa ra những cái dự báo lên tới 1.300, 1.500, thậm chí có rất nhiều chuyên gia đưa ra cái câu chuyện là 2.000 điểm cho năm 2018. Điều này thực sự là cái câu chuyện mà quá viển vông. Bởi lẽ tại sao nó lại là viển vông? Bởi lẽ đây chỉ là một cái trò bịp mà các quỹ đầu tư hoặc là một số các tổ chức đang cố tìm cách để đẩy cái phần chốt lời cho các nhà đầu tư mới. Đó có thể được coi là một cái trò bịp là câu chuyện là ai nhanh tay hơn, và ai nhanh tay bằng tay em. Bài hát này khá là nổi tiếng. Cái bài hát mà ai nhanh tay bằng tay em nó đồng nghĩa với cái câu chuyện rằng là những kẻ đến sau trong một cái thương vụ, trong một cái câu chuyện và trong một cái bữa tiệc, thì những người đến trước thì sẽ có những món ngon được ăn trước, còn những người đến sau thì rửa bát hoặc là gọi là đổ rác. Thì về cơ bản thì cái câu chuyện khổ nhất là những người đến sau, khổ nhất là những người mới tham gia, khổ nhất là những nhà đầu tư gọi là mới, đặc biệt là cái những người mà tích góp được những cái đồng tiền xương máu từ những cái câu chuyện, những cái công việc ngoài khác, ví dụ như những lao động phổ thông mà
vì cái thị trường đang quá nóng, rồi cộng với cái việc mà các cái báo chí cũng như các cái chuyên gia, những thần chứng đưa ra những cái gọi là tốc độ tăng trưởng thần thánh, và những bài báo viết rằng là mua là thắng, bán là thua, rồi những cái chuyên gia mà gọi là tự tin thái quá, nó gọi là một cái câu từ mà trong giới nó gọi là áo tướng với sức mạnh. Một số anh em, một số thành phần là kiếm được tiền trên thị trường, sau đấy họ áo tướng với sức mạnh và bắt đầu đưa ra những cái thông tin theo kiểu là mua là thắng, bán là thua. Nhưng mà cái nghịch lý của thị trường rằng là tại những cái thời điểm như vậy thì rất dễ xảy ra những câu chuyện đó là cướp mất đi những cái miếng cơm, mà đặc biệt là những người mới thì sẽ dễ xảy ra những câu chuyện như vậy. Thì đúng như là dự báo như của thị trường thì thị trường đã tăng rất là mạnh, cực kỳ mạnh, ác liệt. Và với cái thời điểm hiện tại thì thị trường vẫn nhận được cái lực cầu khá là lớn, cái lực cầu này liên tục mua vào khi mà thị trường giảm điểm, dẫn đến là tạo nên một cái thị trường mà chỉ điều chỉnh trong phiên. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta tự tin một cách thái quá. Để đi sâu hơn về cái câu chuyện là cái trò vịt này, thì thưa quý anh chị và các bạn, thì khổ thân thay những người mà đến sau, mà những người mà chưa được miếng ăn nào, tức là đến với cái bữa tiệc mà bữa tiệc sắp tàn, nhưng mà những tay ngồi ở cái bữa tiệc đó đã uống hết rượu vang, đã ăn hết những món ngon, và chúng nó chuẩn bị đứng dậy, thì chúng nó chỉ còn mỗi một cái câu là hô hào để làm gì, để anh chị và các bạn vào ngồi thay ghế của họ. Ngồi thay cái ghế của họ thì đương nhiên thì còn lại một chút đồ ăn thừa, và có khả năng cao thì sẽ phải đi dọn rác hoặc là đổ rác. Thì đương nhiên là cái câu chuyện là nếu như mà anh chị và các bạn không chịu ngồi thay vào cái vị trí của cái bữa tiệc đó, thì rõ ràng những kẻ đến trước họ buộc phải vừa ăn thì phải tự dọn. Nhưng mà khổ đời là những cái tay đấy là những con cáo già trên thị trường, những cái thành phần mà đã theo thị trường khá là lâu, họ hiểu hơn ai hết rằng là cái phần ngon nhất của thị trường, cái bữa tiệc ngon nhất họ đã ăn hết rồi. Cái phần mà gọi là rượu vang, rượu whisky hoặc là Chivas họ đã uống hết rồi. Và họ cố dụ cho quý anh chị và các bạn là những người đến sau, khổ thân thay là thay vào ghế của họ, thay vào hết của họ, ngồi vào ghế của họ để gì? Để rửa bát và dọn rác dùng cho cái bữa tiệc. Và họ thì lặng lẽ ăn no uống say, đứng dậy đi về. Còn quý anh chị và các bạn đến sau thì than ôi, tiếc thương thay là ngồi đấy mà ăn nốt những cái gọi là phần dư thừa của bữa tiệc. Để rồi phải dọn rác, để rồi phải rửa bát. Đó là phần thứ ba. Phần thứ tư thì tại sao chúng tôi lại bắt đầu đưa ra những cái dự báo mang tính gọi là rủi ro cao trên thị trường? Bởi lẽ là bắt đầu từ khi mà thị trường cán mốc 1050 điểm thì bắt đầu những cái giá trị thực tế của các cổ phiếu không còn nữa. Bởi lẽ tăng trưởng mạnh nhất nếu như xét trên ROE hoặc là ROA, tức là lợi nhuận trên vốn chủ, thì thưa với quý anh chị và các bạn, chúng ta thấy rằng là mức sinh lợi của các cổ phiếu không còn được thỏa mãn với cái tốc độ tăng trưởng giá nữa, và doanh thu lợi nhuận của các cổ phiếu, tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cũng không thỏa đáng với những gì mà tốc độ tăng trưởng của giá tăng. Điều đó nó dẫn đến những cái rủi ro tiềm ẩn trong một cái khoảng thời đoạn ngắn. Tính theo tuần thì thưa quý anh chị và các bạn, thị trường chúng ta tăng giống như kiểu là khi mà cái xe, tôi lấy ví dụ thị trường chứng khoán như một cái xe ben chẳng hạn. Khi một cái xe ben đang ở cái thời đoạn mà gọi là khởi động và di chuyển ở tốc độ 30 đến 40 cây số một giờ, thì chiếc xe chỉ có thể là chạy từ từ để tăng tốc. Nhưng khi mà chiếc xe ben đang chở với cái khối lượng trên thùng xe lên tới vài chục tấn hoặc vài trăm tấn, thì tốc độ 50 cây số một giờ, 60 cây số một giờ, 70 cây số một giờ, thậm chí là nó đưa lên cái tốc độ lên tới 80 đến 90 cây số một giờ, thì có lẽ là thưa với quý anh chị và các bạn, là tại những cái thời điểm như vậy thì để dừng lại, để chiếc xe ben đấy có thể dừng lại, thì nếu dù có gọi là phanh thủy lực đi chăng nữa thì cũng phải cần một khoảng thời gian nhất định thì nó mới phanh lại được. Và khi nó phanh lại được rồi thì nó cũng phải trượt dài trên cái quãng đường rất là nhiều, thì chứng tỏ rằng là từ 1050 điểm tới, thậm chí sắp tới đây thị trường có thể lên tới 1200 điểm hoặc là hơn một chút, thì cũng là chuyện hoàn toàn bình thường. Bởi lẽ đó là câu chuyện của cái đà đang tốc độ đang cao của thị trường. Vì cái đà này thì sẽ dễ giết chết rất là nhiều cái nhà đầu tư mà tham lam lao vào thị trường một cách gọi là
thiếu hiểu biết, ok, thưa quý vị và các bạn, anh chị và các bạn thì có câu hỏi gì cho Tự Doanh không ạ? Vui lòng quý vị và các bạn để lại like, ấn like 150 quý vị và các bạn đang nghe Tự Doanh Chứng Khoán thì vui lòng để lại like, bình luận và chia sẻ. Có câu hỏi nào muốn hỏi Tự Doanh thì chúng tôi sẽ dành ít phút để chia sẻ. Hôm nay thì ở phía Bắc thì Tự Doanh Chứng Khoán là một trong những đơn vị là nói là làm, người Việt Nam nói là làm. Tức là chúng tôi nói nghỉ Tết là chúng tôi nghỉ Tết, chúng tôi nói đi du lịch là chúng tôi đi du lịch, chúng tôi nói rằng là thị trường rủi ro chúng tôi nghỉ, dành cái phần đó cho quý anh chị và các bạn nào thăm gọi là còn máu me, gọi là ai nhanh tay bằng tay em thì cứ mời, xin mời cứ tiếp tục. Còn chúng tôi nói nghỉ là chúng tôi nghỉ, chúng tôi nói rằng là chúng tôi đứng ngoài thì chúng tôi sẽ đứng ngoài. Còn cơ hội thì luôn luôn có, luôn luôn tồn tại, luôn luôn lúc nào cũng sẽ có cơ hội. Và chúng tôi cam kết rằng năm 2018 chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những cơ hội mới tốt hơn cho quý vị và các bạn. Thì nhân tiện buổi ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được đưa cho quý vị và các bạn một cái cơ hội giống như SHB năm ngoái. Tại những thời điểm đầu năm 2017 chúng tôi có đưa ra cơ hội SHB, tại thời điểm đó giá SHB đang là 4.500, thì chúng tôi có đưa ra một vài cái phân tích liên quan đến câu chuyện đó là SHB là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của chuyện M&A, tức là sát nhập, là cánh cờ đầu, là lá cờ đầu trong câu chuyện sát nhập các ngân hàng. Và SHB đã sát nhập với một số ngân hàng và cái câu chuyện sát nhập đó khiến cho SHB khó khăn hơn, nhưng trong cái khoảng thời gian rất là dài là những cái lá cờ đầu thì SHB đã làm tốt câu chuyện đó. Và SHB cũng nói riêng và các cổ phiếu ngành ngân hàng đã trong quá trình tái cấu trúc thành công. Và cái điều của đầu năm 2016 đến cuối năm 2017, đầu 2018 đã thành hiện thực. Tại thời điểm ngày hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn thêm một cổ phiếu kiểu như SHB, đó là Hoàng Anh Gia Lai. Tại thời điểm này thì chúng tôi nói về Hoàng Anh Gia Lai thì quý anh chị và các bạn sẽ cho rằng chúng tôi đang đưa ra một cái cổ phiếu khá là rủi ro. Thì đương nhiên nó cũng rủi ro như SHB cách đây một năm, thì Hoàng Anh Gia Lai cũng là một trong những cổ phiếu mà chúng ta cũng cần phải xem xét. Bởi vì theo cái lập luận của Tự Doanh Chứng Khoán thì có 3 lập luận như sau. Cái lập luận thứ nhất đó là trong cái phát triển của doanh nghiệp thì chỉ có 2 cửa thôi. Một là tồn tại, khi mà khó khăn thì nó sẽ còn tồn tại 2 cửa, hoặc là sẽ tồn tại, 2 sẽ là chết. Và đến thời điểm cuối năm 2017 thì Hoàng Anh Gia Lai là gần như là tồn tại, chứ còn cái cửa chết là không đai nữa, không chết nữa. Một số khoản nợ lớn của Hoàng Anh Gia Lai đã được khoanh nợ, đã được tái cấu trúc. Thứ hai nữa là Hoàng Anh Gia Lai là một trong những cái cổ phiếu mà sắp tới đây sẽ có những cái hưởng những cái lợi ích nhất định trong cái thời gian sắp tới, về cả về dòng tiền cũng như hoạt động kinh doanh. Đó là hoạt động trái cây của Hoàng Gia Lai đang đi vào những cái gọi là tích cực, do cái câu chuyện là chúng ta sẽ có một cái vụ mùa bội thu tại Hoàng Anh Gia Lai, cũng như là nền kinh tế của chúng ta khởi sắc thì hai cái lĩnh vực là sẽ rất là nhanh khởi sắc, đó chính là lương thực thực phẩm cũng như là cái hàng hóa tiêu dùng thiết yếu sẽ tăng giá rất là nhanh trong thời gian sắp tới. Anh chị và các bạn chỉ cần theo dõi thêm về lạm phát của Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy hàng hóa tiêu dùng sẽ tăng nhanh, trong đó thì trái cây là một trong những cái hàng hóa sẽ được hưởng lợi khá là tốt. Thứ ba nữa là mũ cao su thì cũng có những câu chuyện là tích cực hơn. Thứ tư nữa là dự án gọi ở bên Myanmar của Hoàng Gia Lai đang trong cái quá trình sắp tới, nếu như mà tốt nhất là sẽ gặp được cái đàm phán tốt, sẽ bán lại cái dự án này nhờ cho một số tổ chức khác thì sẽ tốt hơn. Thứ năm nữa thì Hoàng Anh Gia Lai đang được hưởng lợi chung với cái vận nước đang lên ở chỗ là bóng đá cũng như là cái câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai bóng đá của họ đang giúp ích cho rất nhiều cho U23 Việt Nam trong thời gian vừa qua. Thì tại thời điểm hiện tại chúng tôi đưa ra cái khuyến nghị về Hoàng Anh Gia Lai thì nó có phần khá là rủi ro, thì vui lòng rằng là quý anh chị và các bạn nếu mà có tham gia với thương vụ này thì vui lòng là kiểm soát rủi ro bằng việc là mua vào một ít thôi, tức là khoảng 20% giá trị danh mục của quý anh chị và các bạn thôi. Bởi lẽ ở đây thì tiềm ẩn rất nhiều những cái rủi ro liên quan tới dòng tiền vay của Hoàng Anh Gia Lai còn đang khá là cao, cũng như là dòng tiền thuần của Hoàng Anh Gia Lai thì cũng chưa được tốt. Để cổ vũ cho cái tinh thần
phân tích những cổ phiếu mang tính chất dài hơi cho năm 2018 thì vui lòng anh chị và các bạn tiếp tục thả tim, like và chia sẻ cái video này để chúng tôi có động lực tiếp tục đi tìm kiếm những cái cổ phiếu mang tính dài hơi cho quý anh chị và các bạn. Bởi lẽ trong cái lúc thị trường đã tăng sừng sừng thế này, tìm được những cái cổ phiếu mà có thể là tham gia đầu tư dài hơi là được một cái điều rất là khó. Vì cái chuyện khó khăn như thế thì chúng tôi đang hết sức để có thể là giúp ích cho quý anh chị và các bạn, tìm kiếm cho quý anh chị và các bạn những cơ hội đầu tư mới tốt hơn, tích cực hơn cho năm 2018 và giảm thiểu những cái rủi ro nhất định cho quý anh chị và các bạn. Thì mong quý anh chị và các bạn tiếp tục ủng hộ kênh của chúng tôi trên Facebook cũng như là kênh trên YouTube, thì để chúng ta cùng nhau đồng hành với nhau trong cái giai đoạn sắp tới. SHB thì tại thời điểm này thì chúng tôi không có thêm nhận định nhiều. Bởi lẽ chúng tôi là một trong những cái đơn vị mà những video đầu năm 2017 chúng tôi có đưa ra nhận định về SHB tại vùng giá khá là thấp, 4.000 mấy, gần 5.000. Hiện tại thời điểm hiện tại thì SHB đã lên 15. Rất có thể thì SHB theo cái đà tăng của SHB thì có thể lên tới 17, 19, thậm chí là vượt mốc 20. Thì câu chuyện này thì chúng tôi không có thêm bình luận. Chúng tôi xin được đưa ra bình luận trung lập về SHB. Chúng tôi xin bình luận tích cực về Hoàng Anh Online trong thời gian sắp tới. Miền Bắc hiện tại thì đang rất là lạnh, cực kỳ lạnh luôn, nhưng mà không sao, lạnh thì đã có áo ấm. Lạnh thì đã có áo ấm, mà áo ấm này thì quá ấm luôn, nên là không có lo gì hết, không phải lo lạnh. Lạnh thì không lo, nhưng mà chỉ lo rằng là chúng ta đầu tư sai vị trí, nghe theo những cái bài báo, nghe theo những cái nhận định theo kiểu là đẩy cái hưng phấn lên quá cao thì sẽ dẫn đến có những cái thua thiệt mà quý anh chị và các bạn phải gặp phải, đặc biệt là những người mà không chuyên, những người mà có một cái ngành nghề kinh doanh khác. Chúng tôi là cái đơn vị mà khuyến nghị với quý anh chị và các bạn những cái câu chuyện mà làm sao để cố gắng rằng là kiểm soát rủi ro cho quý anh chị và các bạn trước, sau đó thì mới có thể là đưa ra quý anh chị và các bạn là những cái gọi là những cái kiếm lợi nhuận, chứ chúng tôi không có quá nặng cái vấn đề là lợi nhuận rồi sau đấy là đem lại tiềm ẩn lại những cái rủi ro nhất định. Chứ còn theo những cái nhận định trước đây của chúng tôi mà cứ theo đà thì chúng tôi cứ giữ cái quan điểm rằng là 1.280 điểm thì thưa với quý anh chị và các bạn, thì nhiều anh chị và các bạn lại tung hô tự doanh chứng khoán kinh khủng lắm, nhưng cái việc tung hô như vậy nó không có đem lại được cái lợi ích gì cho nhóm chúng tôi, nhưng mà lại đem lại rất nhiều những cái thiệt hại cho những cái người đến sau, những cái người không hiểu về thị trường cũng như không chuyên, dẫn đến những cái thiệt hại không mong muốn, và điều đó là điều mà chúng tôi không muốn làm. Do đó chúng tôi đang trong cái đà hưng phấn là 850, 1.000, rồi 1.050, mà chúng tôi tiện đà thì làm luôn 1.280 điểm như những cái nhận định trước đây của chúng tôi, thì rõ ràng rằng là điều đó thì sẽ gọi là nhận được rất nhiều cái sự ủng hộ của quý anh chị và các bạn. Những cái câu chuyện đó nó sẽ đem đến những cái gọi là cái rủi ro lớn cho quý anh chị và các bạn trong thời gian sắp tới. Mong rằng là anh chị và các bạn nghỉ Tết vui vẻ và sang năm thì chúng ta sẽ có những cái thương vụ đầu tư tốt hơn, tích cực hơn. Đừng tham gia với những cái thương vụ đầu tư là ai nhanh tay bằng tay em. Ai nhanh tay bằng tay em là bài hát chứ không phải là cái trò đầu tư. Bài hát đó thì bài hát gọi là truyền lửa, thì ai nhanh tay hơn thì hãy dành cái việc ai nhanh tay bằng tay em cho những cái tay gọi là chuyên trên thị trường, những cái tay trader hoặc là những tay broker, hay là những tay mà chuyên mua bán hàng ngày, bởi vì công việc của họ là công việc buộc phải mua bán, bởi vì họ phải mua bán, phải ai nhanh tay bằng tay em thì để có lợi nhuận, để có doanh thu. Và để ủng hộ cái tinh thần gọi là như vậy thì quý anh chị và các bạn hãy để lại like, chia sẻ, like mạnh cho video này. Còn có một anh chị và các bạn nào đó thì đang hỏi chúng tôi về cổ phiếu nào ạ? Thế Giới Di Động đúng không? Thế Giới Di Động đúng không? Đâu, Thế Giới Di Động hả? Thế Giới Di Động thì thưa với quý anh chị và các bạn thì Thế Giới Di Động thì anh chị và các bạn có thể canh cái vùng giá khoảng thấp hơn một tí thì mua vào cho dài hạn thì ok. Bởi lẽ là Thế Giới Di Động thì cái tốc độ tăng giá và tốc độ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận của cổ phiếu này thì đang là tương đồng với nhau. Ngắn hạn thì họ đang bị cái áp lực là thoái vốn của các nhà đầu tư nước ngoài tại một cái quỹ đầu tư là hết cái thời gian tất toán quỹ nên họ thoái ra và khiến cho Thế Giới Di Động bị ảnh hưởng. Cô Tích Công thì họ bị ảnh hưởng một chút ngắn hạn do cái việc mà duy trì cái lợi nhuận, tăng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của Cô Tích Công thì không duy trì được so với những năm trước đó. Bởi lẽ một cái vấn đề là
là cô tích công thì cũng giống như hoa sen Hòa Phát, cũng giống như một cái gọi là một cái con người mà đạt được những cái thành quả quá lớn trong những năm trước đó, thì những năm tiếp theo thì họ không đã duy trì được cái tốc độ tăng trưởng mạnh như thế, nên dẫn đến câu chuyện là ngắn hạn thì ảnh hưởng. Tuy vậy thì cô tích công vẫn là một trong những doanh nghiệp khá là tốt, và năm 2017 thì họ đạt cái mức lợi nhuận là cũng sấp xỉ 2.000 tỷ, và doanh thu của họ thì cũng khá là ok. Thì về cơ bản thì chúng tôi vẫn đánh giá cao cô tích công cho những năm sắp tới, và cái việc mà vùng giá 170-175 là vùng giá có thể xem xét mua vào cô tích công cho đầu tư dài hạn năm 2018 là hoàn toàn bình thường. Tiện thể nói về cô tích công thì chúng ta cũng có thể canh vùng giá của Hòa Bình. Kèm qua chúng tôi có một video giới thiệu về cái bài hát mà chủ tịch hội đồng quản trị của Hòa Bình là ông Lê Viết Hải có viết tặng cho U23 Việt Nam, là bài gọi là bài hát gì đấy anh chị và các bạn nhớ bài hát anh Quang không ạ? Bài hát là tập đoàn Hòa Bình là nghe bài hát Ta Ra Trận. Bài hát Ta Ra Trận thì tiện thế thì anh chị và các bạn có thể canh vùng giá quanh 40 để mua vào Hòa Bình cho cái nhịp của năm 2018. Đó cũng là một trong những cổ phiếu mà chúng tôi đánh giá khá là cao. Và ngày hôm qua cũng là ngày mà chúng tôi đưa ra một cái video liên quan tới Đạm Cà Mau cho vụ cái hạt ngọc mùa vàng. Có một lý do rất đơn giản thôi, lý do này nói nhỏ với những quý anh chị nào và các bạn nào mà gọi là theo dõi nhóm chúng tôi và đang đồng hành, đang cho chúng tôi những cái like tiếp đi quý anh chị và các bạn ơi, like mạnh vào, like nhanh thì chúng tôi sẽ đưa ra một cái lý do cho hạt ngọc mùa vàng Đạm Cà Mau. Lý do là thưa với quý anh chị và các bạn thì không khó để quý anh chị và các bạn là có thể nhận ra rằng là mùa đông quá lạnh ở Trung Quốc, và mùa đông năm nay thì không những lạnh ở Trung Quốc mà lạnh ở rất nhiều nước trên thế giới, nó lạnh ở rất nhiều nước ở trên thế giới, nên dẫn đến câu chuyện là giá dầu nó cũng có tăng, nó tăng rất là mạnh, tăng ngoài dự báo của chúng tôi luôn. Có thời điểm thì giá dầu nó vượt chạm mốc là 65-67 đô la Mỹ một thùng. Thì cái câu chuyện đó thì chúng ta không khó để nhận ra rằng là khí cũng thiếu khí, và đó cũng là lý do mà gas cũng tăng trong giai đoạn vừa qua. Và bên cạnh đó nữa thì khi mà thiếu khí thì không có khí để mà sản xuất phân bón, thì khả năng là phân bón của Trung Quốc sẽ thiếu. Mà phân bón ở Trung Quốc thiếu thì cái việc mà một số công ty phân bón ở Việt Nam, ví dụ như phân bón Bình Điền, Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ sẽ được hưởng lợi rất là nhiều cho cái câu chuyện nếu duy trì được cái tốc độ xuất khẩu phân bón trong thời gian sắp tới thì phân bón sẽ thiếu. Thì đó là lý do tại sao chúng tôi chọn một trong ba cái cổ phiếu thì là gọi là Đạm Cà Mau là hạt ngọc mùa vàng, thì để gửi tới quý anh chị và các bạn cho năm 2018. Tuy vậy thì lưu ý quý anh chị và các bạn là Đạm Cà Mau thì trước đó cũng đã có một cái nhịp tăng khá là tốt từ vùng 12 lên 14. Nhưng mà với cái chu kỳ mà tăng giá tích cực của một cổ phiếu thì việc mà tăng hai giá từ 12 lên 14 thì gần như là không có nhiều rủi ro, nên quý anh chị và các bạn không lo cái câu chuyện là hạt ngọc mùa vàng sẽ gây ra những cái thiệt hại cho quý anh chị các bạn đâu. Bởi khi chúng tôi đã đăng một video thì chúng tôi đã cố gắng kiểm soát về mặt giá để làm sao để ít có thể là gây ra những cái thiệt hại ngắn hạn cho quý anh chị các bạn. Nên quý anh chị các bạn cứ yên tâm, tin tưởng vào tự doanh. Chúng tôi không bao giờ, có thể chúng tôi không kiếm được nhiều lợi nhuận như những cái gọi là những cái tay gọi là ai nhanh tay bằng tay em ha. Nhưng chúng tôi hứa rằng là sẽ kiểm soát rủi ro cho quý anh chị và các bạn và đem lại cái mức lợi nhuận ổn định và bền vững lâu dài cho quý anh chị và các bạn. Thì mong rằng là chúng tôi sẽ mãi mãi đồng hành cùng với quý anh chị và các bạn, không những trong thời gian sắp tới mà nhiều năm sắp tới nữa. Mong rằng chúng tôi sẽ là một trong những cái kênh, cái cộng đồng là chèo lái cái thị trường chứng khoán Việt Nam theo một cái hướng gọi là tích cực và đúng theo cái việc mà không tạo ra những bong bóng gây ra những cái thiệt hại cho những nhà đầu tư mới. Cái vô trách nhiệm của thị trường nó nằm ở chỗ là luôn tạo ra những quả bong bóng để gây những thiệt hại cho những người không chuyên. Cái việc thiệt hại cho những người không chuyên nó sẽ dẫn đến những câu chuyện đó là phá hủy cái thị trường. Và đó cũng là điều mà chúng tôi không hề mong muốn, bởi vì chúng tôi muốn gắn bó với thị trường lâu hơn nữa, xa hơn nữa, dài hơn nữa, chứ không phải chỉ gắn bó với thị trường bằng cái việc là nhanh chóng đẩy thị trường lên tạo thành một quả bong bóng và sau đấy thì nghĩ không làm nữa. Bởi vì khi đã dày công gọi là xây dựng và mong muốn gắn bó thị trường lâu dài thì chúng tôi luôn mong muốn rằng thị trường của chúng ta mãi mãi tồn tại để phát triển một cách bền vững, là một cái kênh huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế, và đó là một trong những cái kênh của tài chính tuyệt vời mà chúng ta luôn luôn có thể tin tưởng để đầu tư dài hạn trên thị trường.
Hy vọng rằng là những cái chia sẻ của chúng tôi sẽ đem lại những cái lợi ích mà thật sự là rất rất nhiều cho quý anh chị và các bạn. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một cộng đồng tài chính bền vững hơn, lành mạnh hơn trong thời gian sắp tới. Video này thì cũng đã khá là dài rồi, nên xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Video này sẽ được đăng lại trên YouTube kênh Tự Doanh Chứng Khoán. Mời quý anh chị và các bạn nếu như muốn nghe lại thì xin được vào kênh Tự Doanh Chứng Khoán để nghe lại. Hãy like, bình luận, chia sẻ cho video này thêm một lần nữa. Mong rằng anh chị và các bạn sẽ thả tim, thả nhiều hơn nữa. 147 anh chị em đang xem đây mà lại chỉ có khoảng 95 cái thả tim, thì vẫn còn thiếu 40 cái thả tim nữa, anh chị và các bạn thả nốt đi ạ. Còn ai chưa thả nốt, còn ai chưa bình luận luôn. Xin hãy cho dấu chấm, dấu hỏi vào cái dưới cái trực tiếp này để ủng hộ cho chúng tôi tinh thần, để càng ngày càng có thể là tìm kiếm những cơ hội đầu tư tuyệt vời hơn cho quý anh chị và các bạn trong năm 2018. Thân ái và chào, hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn. Chào tất cả mọi người, mong chúc sức khỏe anh chị và các bạn. Bye bye. Bye bye. Lại, thả tim, nhanh, không tắt nào.